Mới đây nhất tại vòng 6 La Liga, mạch thăng hoa của Real Madrid đã bị cắt đứt sau khi đội bóng của huấn luyện viên Ancelotti đã bị đối thủ khó chịu là Villarreal cầm hòa dù được thi đấu trên sân nhà Bernabeu. Tuy nhiên, đây không phải là kết quả quá tệ với kiền kiền trắng khi họ vẫn đang trong quá trình tái thiết đội bóng và các cầu thủ đang phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Sự ổn định là những gì mà đội bóng hoàng gia vẫn đang duy trì khi tiếp tục dẫn đầu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và dần bỏ xa các đối thủ cạnh tranh như Barca hay Atletico Madrid. Hơn thế, trong ngày ra quân tại Champions League, Real cũng đánh bại Inter Milan ngay trên sân khách một cách thuyết phục để có được 3 điểm đầu tiên. Phía bên kia, Sheriff đang trở thành hiện tượng tại C1 năm nay. Đại diện đến từ Moldova đã vượt qua 4 vòng đấu loại và có mặt tại vòng bảng trước khi đánh bại một đội bóng quen mặt tại đấu trường này là Shakhtar Donetsk với tỷ số 2-0 để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D. Tuy nhiên, làm khách trước một đối thủ quá tầm như Real, khả năng tạo ra bất ngờ của Sheriff, đội bóng còn vô danh tại châu Âu là cực thấp. Ở trận đấu tới, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với cơn bão chấn thương Hỗ viên Ancelotti sẽ thiếu đi sự phục vụ của nhiều trụ cột, trong đó có Bale, Cavahan, Ceballos, Cruz, Marcelo và Mendy. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Ý đang có trong tay những ngôi sao hàng đầu trên hàng công, đặc biệt là phong độ chói sáng của Benzema, tiền đạo người Pháp vừa thiết lập kỷ lục ghi 8 bàn và kiến tạo 7 lần sau 6 trận đấu. Trong khi đó, Sheriff sẽ chỉ thiếu đi sự phục vụ của Belusov, nhưng với chất lượng đội hình quá chênh lệch, đội khách khó có thể ra về với một kết quả tích cực. Đây là lần gặp đầu tiên của hai đội còn về phong độ của Real Madrid đang vô cùng ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp. Trong khi đó, Serie cũng đang sở hữu những thống kê tương đồng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, nhìn vào tên tuổi của cả hai thì đại diện bóng đá Moldova khó sánh nổi với Real Madrid. Có thể thấy rõ Real Madrid đang nắm giữ quá nhiều lợi thế từ sân nhà cũng như chất lượng đội hình. Sẽ rất khó để người chơi có thể đặt niềm tin vào đội khách Sheriff. Đây mới là lần đầu tiên đại diện của Moldova tham dự Champions League ở trên sẽ là lựa chọn ở kèo này. Thế trận được kiểm soát bởi Real Madrid là điều đã được dự báo bởi đẳng cấp của họ quá vượt trội. Do vậy, lối chơi chắc chắn của hai đội cùng với những toàn tính về lực lượng của Real khó đem lại trận đấu có quá nhiều bàn thắng. Với kèo chấp là 3 đất, người chơi có thể cân nhắc chọn xỉu ở kèo này. Dự đoán của thể thao văn hóa, Real Madrid sẽ giành chiến thắng với tỷ số 3-0.